Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Cách đây một tuần thì mình có xem được một video, trong đấy là có một bạn xây dựng một cái cấu hình, mình nhớ không nhầm khoảng gần 30 triệu mới có RTX 3070. Và sau đấy thì mình đã có check ở trên trang chủ của Alpha và mình thấy rằng RTX 3070 hiện tại đang có mức giá rất tốt. Có những phiên bản có mức giá 13 đến 14 triệu, trung bình sẽ khoảng từ 13 đến 15 triệu đồng. Thì cái phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản nằm ở giữa lúc đấy, khoảng 14 triệu đồng. Vậy thì rõ ràng với 14 triệu đồng chúng ta đã có RTX 3070 rồi. Vậy thì để có một cấu hình hoàn chỉnh nhất để có thể chơi game này, hoặc là anh em làm bất kỳ điều gì mà anh em mong muốn, có thể sử dụng trong một thời gian dài khoảng 3-4 năm chơi game cực kỳ thoải mái, thì anh em sẽ phải đầu tư bao nhiêu? Theo mình thì chi phí đầu tư sẽ là khoảng từ 23 triệu đồng với đầy đủ tất cả những cái linh kiện là anh em đã có thể trải nghiệm được game cực kỳ tuyệt vời rồi. Vậy thì cấu hình chi tiết là như nào? Trước hết thì chúng ta vẫn cứ nói về card đồ họa trước đi. Thì với RTX 3070 Ti giá hiện tại, nếu như mà bảo nó giảm nhanh thì mình nghĩ phải giảm khoảng chừng còn có, so với đợt bão giá nhé, chỉ còn khoảng 40% so với thời gian bão giá thôi. Tức là đây là một trong những cái mức giá đầu tư rất tốt. 13-14 triệu đồng thì ngày xưa anh em chỉ mua được cùng lắm là RTX 1660 Ti thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đã có RTX 3070. Thì với RTX 3070 anh em hoàn toàn có thể chơi bất kỳ một tựa game nào anh em thích ở trên độ phân giải là 2K. Và phiên bản mình đang có là phiên bản Gigabyte 3 quạt và cái nhiệt độ tỏa ra là không cần phải bận tâm. Nói chung là chơi game cực kỳ mát mẻ, anh em không cần phải lo vấn đề về nhiệt. Hệ thống cấp nguồn có phiên bản 3070 GB sẽ là hai cổng cấp nguồn với một cổng 8 và một cổng 6. Điện năng sẽ rơi khoảng chừng 200W điện. Thế nên khi mà anh em lựa chọn những cái bộ nguồn cũng cần phải cân nhắc một chút. Chúng ta nên lựa chọn những bộ nguồn có công suất thực. Cụ thể ở đây thì anh em có thể lựa chọn bộ nguồn tối thiểu là 650W, hoặc là như mình sử dụng luôn một bộ nguồn 750W cho thoải mái. Còn về thành phần CPU thì sao? Đây cũng là một thành phần quan trọng để khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta cần phải cân đối giữa CPU và GPU. Thì bây giờ tốt nhất dĩ nhiên là CPU Intel Core 5 12400F. Đây là mẫu CPU có 6 nhân 12 luồng. Thế nhưng cái hiệu năng, cái sức mạnh ở bên trong mẫu CPU này là cực kỳ tốt để chúng ta có thể chơi game. Và khi mà sử dụng Intel Core 5 bên trong hộp có tản nhiệt stop, nhưng theo mình anh em nên đầu tư một hệ thống tản nhiệt khí. Thứ nhất là để giúp cho cái cấu hình chúng ta trông đẹp đẽ hơn. Và cái thứ hai nữa là khi anh em đóng kính vào và anh em lắp ít quạt đấy, thì sử dụng tản nhiệt khí dạng tháp đây thì sẽ mang lại cái hiệu quả tản nhiệt lâu dài là rất tốt. Mà chi phí đầu tư chỉ khoảng 300-400 nghìn cho một hệ thống tản nhiệt khí thôi. Thế nên tản nhiệt khí anh em đầu tư là một điều rất tốt. Còn về thành phần về RAM thì mình nghĩ là 2 thanh 8GB với tổng dung lượng 16 là phù hợp nhất cho với mọi nhu cầu chơi game rồi. Chúng ta vẫn có thể nâng cấp lâu dài bởi vì cái mẫu main được mình lựa chọn ở đây là B660 cộng 4GB RAM, anh em hoàn toàn có thể nâng cấp thoải mái. Còn về thành phần về SSD, với những cấu hình như thế này thì mình nghĩ SSD anh em sẽ thoải mái lựa chọn thôi. Chúng ta có thể sử dụng những mẫu SSD M2, hoặc là những anh em nào mà thích sử dụng những cái ổ SSD khác có dung lượng cao hơn thì anh em hoàn toàn có thể mua thêm những ổ SSD SATA, bởi vì SSD bây giờ mức giá rất tốt, anh em mua về mà sử dụng có thể nói là cực kỳ tuyệt vời đấy. Ở một số những cái thương hiệu anh em có thể cân nhắc như những ổ SSD của Kingston, mặc dù ở trên main có hỗ trợ những khe M2, thế nhưng khi mà chúng ta là cắm hết rồi anh em vẫn muốn sử dụng SSD bởi vì mức giá rẻ mà, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua thêm những ổ SSD SATA gắn thêm vào để có thể sử dụng. Còn về cái thành phần vỏ case thì sẽ tùy vào nhu cầu của mỗi người thôi. Đối với mình ở đây thì mình đã lựa chọn một bộ vỏ cây cực kỳ rộng rãi để anh em có thể sử dụng thêm. Ở đằng trước thì đây là khu vực led được trang bị sẵn, còn ở đằng sau mình đã lắp tổng cộng là 3 quạt, thì anh em cũng nên lựa chọn 3 mẫu quạt giống như mình. Đây là quạt đến từ ID Cooling, thì việc anh em lắp thêm quạt đây sẽ giúp cho cái luồng không khí ở bên trong vỏ cây anh em được đối lưu tốt hơn, thì những thành phần linh kiện bên trong cũng sẽ giữ độ bền cao hơn. Và bây giờ không để anh em mất nhiều thời gian nữa và chúng ta sẽ vào luôn phần test game. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ phải test game ở trên độ phân giải 2K thì mới phù hợp với RTX 3070. We'll be right back.
Với 23 triệu đồng, anh em đã có thể sở hữu được RTX 3070 kết hợp với CPU Intel Core i5 12400F. Thì theo anh em, đây đã là cấu hình tốt nhất hay chưa? Hoặc là anh em có bất kỳ một cấu hình nào mà muốn chúng mình làm thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay trong bình luận của video. Và đường link của sản phẩm mình sẽ để trong phần mô tả để anh em có thể click vào. Anh em có thể đến bất kỳ một showroom nào của Alpha Computer để có thể sở hữu được cái cấu hình này. Và dĩ nhiên, những cái sản phẩm có mức giá tốt thì cái về số lượng cũng sẽ giới hạn thôi. Anh em hãy nhanh chân lên đến với Alpha để sở hữu một cấu hình ưng ý nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.